Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, toàn dân Việt Nam nói chung và nhất là các anh em người đã tranh đấu cho hòa bình thấy rằng có cơ hội để chấm dứt chiến tranh, chấm dứt cái sự tương tàn giữa người Việt Nam với người Việt Nam. Hai nữa là vấn đề chủ quyền độc lập của xứ sở có thể lấy lại toàn vẹn. Thì đó là một sự vui mừng lớn nhất của dân Việt Nam. Nhưng lúc đó chính quyền Nguyễn Văn Thiệu không chấp nhận thi hành Hiệp định Paris. Thì có tất cả các sự kiện như là lời tuyên bố ở trên đài phát thanh, đài truyền hình chỉ trích cái Hiệp định Paris. Sau đó đến những hành động quân sự rõ ràng là không có thi hành Hiệp định Paris. Nói thêm hả? Giờ nói thêm, không nói lại nữa. Nói thêm những người trong phong trào hòa bình thì những người mà trước đây đã hoạt động cho hòa bình thì lại càng bị khó dễ hơn. Thì có nhiều người bị bắt, bị giữ, và như chị Ngô Bá Thành bị bắt giữ rất lâu. Những người khác thì lần lượt hết người này đến người khác bị mời vào công an để điều tra hay là giữ luôn. Tình trạng đó xảy ra cho rất nhiều người đã hoạt động trong hòa bình. Khi Hiệp định Paris được ký kết thì coi như là toàn dân Việt Nam nói chung và cho tất cả những cái phong trào hoạt động đòi hòa bình cho Việt Nam rất vui mừng và thấy đó là một cái cơ hội duy nhất để chấm dứt chiến tranh, chấm dứt cái sự tàn sát giữa người Việt Nam với người Việt Nam. Và hai nữa là có một cơ hội để lấy lại cái độc lập chủ quyền của xứ sở một cách trọn vẹn. Khi đó thì chính phủ Nguyễn Văn Thiệu thì không vừa lòng với cái Hiệp định Paris. Bằng phương tiện truyền thanh, truyền hình chỉ trích công khai Hiệp định và nói rõ không muốn cho thi hành Hiệp định đó. Sau đó thì có những cái hoạt động về quân sự như tiến chiếm những vùng đất đã tranh chấp trước đây. Và sau đó thì tất cả những cái người mà hoạt động cho hòa bình thì bị làm khó dễ nhiều. Có nhiều người bị bắt, bị giữ giam cầm thời gian rất lâu, như chị Ngô Bá Thành và tất cả anh em khác ở trong cái phong trào hoạt động của chúng tôi. Trong tháng 4 75, trong tháng 4 1975, sau khi Thiệu từ chức do nơi những cái áp lực của dân chúng nhiều mà có thể cũng do của Mỹ, thì chính quyền được giao về tay ông Trần Văn Hương. Nhưng mà rất nhiều người, trong đó kể luôn Quốc hội, muốn thấy ông Dương Văn Minh lên nắm chính quyền để vãn hồi hòa bình. Thì anh Dương Văn Minh đã lên làm tổng thống, nhận chức ngày 28 tháng 4 năm 1975. Thì sau cái buổi lễ nhậm chức đó thì có Dinh Độc Lập bị thả bom. Nhưng mà đến qua chiều 29 thì tôi đang làm việc ở tại văn phòng riêng của Đại tướng Dương Văn Minh tại nhà. Thì khi 2 giờ rưỡi trưa, tôi được cha Trân Tín đến tìm tôi khẩn cấp. Cha Trân Tín có báo tin cho tôi hay. Cha được báo cáo rằng ở xung quanh Sài Gòn có 4 dàn đại pháo 130 ly đã được trí vào Sài Gòn để nhả ít lắm là 20.000 viên đạn đại pháo. Tôi vừa hay tin đó, tôi đến gặp Đại tướng Văn Minh để nói rằng bây giờ phải cần làm cái gì cho gấp để chặn đứng cái việc tàn sát dân vô tội ở Sài Gòn. Hai nữa là để bảo tồn được nhà cửa của dân chúng ở thành phố.
thì tôi đề nghị rằng để tôi đi lên Tân Sơn Nhất gặp phái đoàn liên lạc quân sự hai bên để yêu cầu ngưng cái việc pháo kích vào Sài Gòn. Thì sau khi Đại tướng Nhân Minh đồng ý với tôi, thì tôi có yêu cầu Linh Mục Chân Tính kiếm thêm một người nữa để cả ba cùng đi lên Tân Sơn Nhất. Sở dĩ tôi muốn đi đông người là để cho có chứng nhân nghe và nhớ những cái việc nói chuyện giữa hai bên. Thì chúng tôi chọn giáo sư Châu Tâm Luân. Và khi đi thì chúng tôi dùng phương tiện riêng, nghĩa là cái xe riêng của tôi, để đi lên Tân Sơn Nhất vào cái ngõ cửa quân sự. Thì tôi đến đó lối chừng 4 giờ chiều. Thì quân đội của Sài Gòn vẫn còn đóng ở tại chỗ cửa quân sự. Nhưng mà tôi đi vô thì không có ai hỏi giấy tờ gì hết. Thì tôi đi vào trong trại David. Khi đến đó gặp người gác trại, tôi có yêu cầu gặp đại tá Võ Đông Giang. Thì sau khi cái anh gác cổng vào trong nói chuyện một hồi trở ra, thì mời chúng tôi vào gặp anh trung tá Bùi Thiện. Tôi trình bày cái lý do là tôi đến đây muốn gặp đại tá Võ Đông Giang để bàn một vài việc quan hệ đến chiến trường. Thì trung tá Bùi Thiện có cho biết rằng trong ngày đã có một vài phái đoàn đến rồi, do với danh nghĩa là của phó tổng thống Nguyễn Văn Quyền gửi đến, nhưng mà đại tá Võ Đông Giang đã không có tiếp. Thì tôi có nói với anh Thiện yêu cầu gặp đại tá Võ Đông Giang, nói có tôi, luật sư Trần Ngọc Liễn, linh mục Chân Tính và giáo sư Châu Tâm Luân đến đây muốn gặp. Thì tùy đại tá Võ Đông Giang muốn tiếp tôi với tư cách gì cũng được. Tôi có ba tư cách. Một là tư cách là chủ tịch của lực lượng quốc gia tiến bộ, là một thành phần của lực lượng thứ ba. Hai là người đã được Tổng thống Dương Văn Minh đồng ý cho đến đây. Ba là với tư cách một người luật sư từ trước tới giờ hoạt động cho hòa bình để đến nói chuyện với đại tá Võ Đông Giang. Thì sau nửa giờ chúng tôi được đại tá Võ Đông Giang tiếp. Nhưng mà tiếp á, là khi mời chúng tôi đi vào trong nhà thì trời đã sẫm tối rồi. Thì đến á, chúng tôi xuống một cái hầm. Theo tôi thì cái hầm đó đào cũng mới, đất còn ướt, nằm ở trong cái khuôn viên của nhà của đại tá Võ Đông Giang. Thì chúng tôi xuống dưới cái hầm. Đại tá Võ Đông Giang tiếp chúng tôi ở trong cái hầm, mà cái hầm đó có lẽ mới đào cho nên đất vẫn còn ướt. Thì trời đã tối rồi. Đại tá Võ Đông Giang có nói rằng tiếp tôi là bởi vì tôi là Trần Ngọc Liễn và Chân Tính Châu Tâm Luân nên tiếp. Tôi nói với anh, tôi nói với tư cách nào cũng được, anh tiếp tôi để tôi đưa đến một cái yêu cầu là bây giờ đây tôi nghe tin có nhiều dàn pháo đường muốn nã pháo vào Sài Gòn trong đêm nay. Tôi khẩn khoản yêu cầu anh làm thế nào chuyển lên trên nhà chức trách quân sự của Sài Gòn để ngăn chặn cái việc mà cho pháo vào Sài Gòn. Thì theo riêng tôi biết thì chính phủ hiện tại lúc đó là chính phủ Dương Văn Minh sẽ không dùng võ lực để ngăn chặn cái việc tiến quân các anh. Thì nếu có thể được thì nên tiếc sinh mạng và tài sản của nhân dân Sài Gòn. Anh Võ Đông Giang trả lời với tôi rằng có lẽ đã quá trễ và anh không có cái thẩm quyền về quân sự, nhưng anh sẽ chuyển cái lời của tôi lại đến thượng cấp. Thì chúng tôi nói chuyện với anh qua chuyện hàn huyên, hỏi thăm tin tức của Sài Gòn với nhau. Thì anh mới ra đi khỏi lối chừng 15 phút. Anh trở lại thì anh cũng nói rằng bây giờ
cho biết rằng đã quá trễ, bây giờ chỉ còn chờ nếu mà Sài Gòn không có chống đối bằng quân sự. Nó rõ hơn là nếu Dương Văn Minh mà tuyên bố đầu hàng thì có thể tránh khỏi được tất cả tai họa đó. Thì khi đó tôi thấy rằng đã hết lời nài nỉ với anh Võ Đông Giang, và cái mục đích của tôi là muốn làm thế nào cho khỏi có thấy những cảnh bom rơi, đạn nổ, dân chúng và nhà cửa bị tiêu tan. Thì tôi nói thôi như thế thì coi như cái sứ mạng của tôi đến đây là chấm dứt. Thì chúng tôi muốn về. Thì anh Võ Đông Giang có nói rằng để anh hỏi lại lệnh cấp trên. Thì chừng đó anh báo tin lại rằng ở cấp trên yêu cầu chúng tôi ở lại đêm nay ở với anh Võ Đông Giang, chứ không muốn chúng tôi đi về vì sợ sẽ bị đạn lạc. Thì chúng tôi phải ở lại vì lúc đó tối rồi, không có phương tiện để mà liên lạc được với bên nhà. Thì trong đêm chúng tôi chia hai ra, Châu Tâm Luân và tôi ở trong một cái hầm, còn anh Võ Đông Giang và Linh Mục Chân Tính thì ở một cái hầm kế bên. Nhưng chúng tôi thức suốt sáng đêm để nói chuyện. Trong lúc đó thì anh Võ Đông Giang có đem những thức ăn khô và nước đến cho chúng tôi uống và ăn. Thì đến lối 10 giờ rưỡi đêm chúng tôi đón được đài Giải Phóng nghe. Thì anh Võ Đông Giang khi nghe đến cái lời tuyên bố của đài nói rằng kêu cái chính quyền Dương Văn Minh là tập đoàn Dương Văn Minh, thì anh Võ Đông Giang có nói tôi rằng nó quá trễ rồi. Chúng tôi cũng ráng đợi. Thì đến lối chừng 11 giờ hay 12 giờ đêm thì đạn pháo bắt đầu rớt. Mà rớt đây đó là xung quanh cái căn David nhiều và ở trong phi trường nhiều. Thì tôi, anh em chúng tôi ngồi đó sợ nhưng mà cũng hơi mừng là vì không nghe tiếng đạn pháo nổ ở Sài Gòn. Thì biết chắc rằng không có đạn pháo kích vào Sài Gòn. Thì đến tới sáng chúng tôi vẫn chờ đợi tin. Thì lối chừng 10 giờ rưỡi thì nghe đài báo rằng Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống Dương Văn Minh đã ra lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Thì liền khi đó anh Võ Đông Giang rất mừng và chúng tôi tất cả đều mừng, thấy rằng cái cuộc chiến tranh đã chấm dứt, không sợ cái nạn giết chóc nữa. Chúng tôi mới từ hầm lên thì gặp lại anh Thiếu tướng và anh Tuấn và tất cả các anh em ở xung quanh đó mà đêm trước tôi không thấy. Nhưng sáng lại thì thấy có rất nhiều người bộ đội của Giải Phóng ở xung quanh. Thì chúng tôi, anh Võ Đông Giang đã bảo đi bắt gà nấu cháo để đãi tất cả trong phái đoàn và tất cả anh em bộ đội tại đó. Thì đến 11 giờ tôi yêu cầu được về. Thì anh Võ Đông Giang đồng ý. Thì chúng tôi lên chiếc xe của chúng tôi. Tôi lái đó thì cái xe đêm đó đã bị miễn đạn bể hết một cái kiếng rồi. Chúng tôi ra tới cửa của trại Tân Sơn Nhất thì gặp các anh bộ đội cản lại, chĩa súng vào chúng tôi, bảo phải quay trở vô. Anh Châu Tâm Luân lấy cái khăn trắng quơ lên và bảo rằng đây là lực lượng thứ ba. Thì các anh bộ đội nói không biết lực lượng thứ ba gì hết, bảo phải vô, không thì bắn. Chúng tôi quay trở vào. Thì khi gặp được anh Võ Đông Giang, anh Võ Đông Giang cười nói rằng tôi bảo các anh đừng về, khoan về, thì chúng tôi ở lại chờ nữa. Đến lối 1 giờ trưa thì anh Võ Đông Giang mới làm cho chúng tôi một cái giấy chứng nhận có con dấu đàng hoàng. Chúng tôi mới ra khỏi được Tân Sơn Nhất và về đến nhà. Thì trên đường đi chúng tôi dòm thấy ngổn ngang nón, áo, tất cả những cái gì của người quân nhân của Sài Gòn mặc trước thì đều nằm ở trên đường đi. Thì về đến các đường xá thì thấy rất nhộn nhịp, mà đó là dân chúng, họ đến tất cả các nhà lớn, họ phá cửa vào để họ khuân đồ đạc. Thì cái trật tự trong lúc đó coi rất là không có gì hết, nhưng mà cái trật tự nó giãn hồi lại trong 2 ngày sau.